ông bảo tôi để xong cái này là cho hết lợn, nên là tôi không nói gì ông nữa. Cái này cần lợn, chỗ này 1.200 đô này. Được ai? Ai được ai? Tôi chưa cần về Việt Nam mình lấy chỗ đấy là gần 5.000 đô này. Đấy còn chưa trừ đâu ấy. 15.000 rua, 16.000 rua của bà Dung. Đây đây là nhà này. 110.000. Cái gì 110.000? Đưa tiền bao nhà.